À, thầy xin chào các bạn. Bây giờ là 9:30, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay ngày 24 tháng 4. Hôm nay thì qua nhiều kênh thông tin thì thầy cũng có làm quen được với các em, và cái nội dung thầy trò mình cùng làm việc với nhau trong một cái khoảng thời gian khá nhỉ. Thầy vừa chào Hoàng Liên cười hả hả. Thầy giới thiệu lại, thầy tên là Đặng Tuấn Thành. Thầy sẽ cùng đồng hành với các em trong cái nội dung học ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. Cũng vì do đặc thù của cái bộ môn tin của mình nên năng lực lập trình của các em sẽ là khác nhau, nên các bạn nào làm nhanh hơn, tiến độ tốt hơn sẽ nhận được thêm các cái bài tập mới. Vì cái hệ thống bài nó cũng khá đa dạng nên các em hãy cố gắng, gặp bài dễ cũng làm, gặp bài khó càng phải quyết tâm làm nhé. Và trong những cái thứ thực sự là cần thiết thì thầy sẽ đưa ra và giao nhiệm vụ để các bạn cùng học tập. Bây giờ tới thời điểm này thì ta có bạn Quốc Dũng, Gia Hân, Hoàng Huy, bạn Quân và bạn Hoàng Nguyên. Chương trình buổi 1 của chúng ta thì ở buổi đầu thì ta sẽ qua một số các cái nội dung đầu tiên là ta sẽ cấp tài khoản cho trên cái hệ thống chấm bài, rồi đăng ký thành viên trên cái forum để thầy theo dõi cái tiến độ bài nộp của các em. Rồi các em thầy hướng dẫn qua cái phong cách học. Đầu tiên thì các bạn hãy comment đầy đủ họ và tên giúp thầy ở trong cửa sổ chat nhé. Trong quá trình học thì các em có thể bật mic lên để nói, để thầy kiểm tra. Hoặc là sử dụng cửa sổ chat để thầy cho mình cùng tương tác, làm việc một cách hiệu quả. Bây giờ các bạn hãy comment cho thầy họ và tên trước để thầy cùng với các em tạo cái tài khoản nộp bài trên hệ thống. Các bạn comment vào cửa sổ chat nhé, cửa sổ chat của Zoom ấy. Các bạn comment cho thầy cái tên tỉnh nữa để thầy, bởi vì ở trong nhóm ta thì các bạn ở các cái tỉnh khác nhau. Có Lê Dương, Hoàng Quân ở Quân ở Tiền Giang. Rồi, đợi một chút ông thầy gửi lại cái rồi. Ô, tên của Hân đẹp này, Dư Gia Hân này, tên rất chi là ngầu. Ta là lớp KCB5, đây là tên mã lớp, để khi các bạn là nộp bài thì thầy sẽ biết được là cái đây là. Là tên lớp. Tên lớp. Đây, thầy cũng có được khoảng tầm hơn 180 bạn học sinh nhé, đang học cùng với thầy ở trong các lớp offline và online. Thân này, Đinh Quốc Dũng. Thật tình cờ thầy với Dũng cũng là người ở Nghệ An, thầy sinh ra và lớn lên ở Nghệ An. Trước thầy học Đại học Vinh, ở khóa cả 43 ở Đại học Vinh. Nhà thầy trước ở Bến Thủy, thầy của Vinh. Biết Dũng có biết ở Bến Thủy chứ nhỉ? Ở phường Bến Thủy gần chỗ cầu Bến Thủy ấy.
Nguyên này, Yên Bái. Khi nào các bạn đổi mật khẩu thì cái số 0 này nó sẽ tự động đổi thành số 1. Rồi, có Dũng này, Nguyên này, Hân, Quân và Huy thì có tài khoản rồi. Ok, như vậy là trong nhóm mình thì thấy có vậy là mình rồi, ok, có một bạn xin chuyển sang đợt học này. Còn các bạn khác chưa vào thì ta sẽ cấp lại tài khoản sau. Thì gửi lại ở cửa sổ chat các bạn là tải về nhé. Dưới dạng ảnh hoặc là dưới dạng ấy, các bạn copy ra lấy cái user và mật khẩu. Cái trang web để nộp bài thì nó là cái trang này. Đây, các bạn học sinh khác vẫn đang nộp bài ở đây. Trang web nộp bài của mình là trang này, để thầy gửi lại ở trong nhóm. User và password ta làm ở đấy. Khi các bạn đăng nhập vào thì ở trên hệ thống thì trông nó như thế này. Khi các bạn vào trang web nộp bài thì nó trông giao diện nó nộp bài đơn giản. Các bạn có user và mật khẩu các bạn đăng nhập vào. Trong đăng nhập vào thì đây là cái giao diện nộp bài. Sau khi nộp bài, để nộp bài thì các em ấn nút chấm bài. Và khi đó ta sẽ paste code bài làm của mình vào đây. Các em làm bởi ngôn ngữ lập trình Pascal thì chọn Pascal. Làm bằng Python thì chọn Python. Còn làm bằng C cộng cộng thì ta chọn C cộng cộng. Ta có code bài làm vào đây. Và ví dụ như ở đây, nộp bài làm này chẳng hạn. Đấy. Thì ngôn ngữ của thầy nộp đang là ngôn ngữ, ví dụ như đây ta nộp một bài là bật bắt cảnh đã. Tên bài thì nó lấy phần tên của bài, nó sẽ làm ở đây và nút submit để chấm bài. Khi đây chấm bài nó báo là bạn đã nộp bài thành công, như thế là được đấy. Thì các bạn chờ một lúc thì ở trên hệ thống chấm bài nó sẽ báo điểm bài làm của mình ở bên trên này. Nếu nó biên dịch lỗi thì ta click vào lịch sử để xem cái bài này của mình lỗi ở chỗ phần nào. Và bây giờ vừa rồi thầy đang nộp lại thì khi đó cái hệ thống chấm trên máy của thầy nó đang chấm bài của các bạn. Thì trên khoảng vì có thể tại một thời điểm có nhiều bạn nộp bài nên khi chấm xong các bạn chờ đó một vài phút. Đến khi chấm xong thì trên hệ thống nó sẽ báo điểm ở đây. Bây giờ các bạn hãy cái cho thầy biết là các em đã cài phần mềm CodeBlock hay là phần mềm DeepSeek hoặc là phần mềm gì để code giao diện trên máy tính chưa? Hoàng Nguyên cười gì lại chấm phát ra được 3,75. À, Nguyên có tài khoản rồi à? Ừ, rồi. Ok. Đây ví dụ như ở đây thầy chạy cứ kết quả khớp đáp án là đúng nhé, kết quả khớp đáp án là đúng, còn kết quả mà nó chạy mà quá thời gian là giải thuật chưa tối ưu, kết quả khác đáp án là sai. Đấy. Biên dịch lỗi là do mình có thể chọn sai ngôn ngữ hoặc là làm sao đấy. Rồi như vậy thì đây là cái giao diện nộp bài. Bình thường các em có thể ấn vào nút bài nộp để biết được xem các bạn khác đang nộp bài ở đâu. Đấy.
Thì ví dụ như đây đây là trong ngày có những bạn nào đang nộp bài ở đây thì các em bấm vào nút bài nộp. Các em có thể ấn vào nút bật danh để xem được kết quả bài nộp của các bạn nhé. Thì các bạn đang nộp bài theo dõi đây. Cái bật danh này cứ mấy hôm thầy reset lại một lần để theo dõi tiến độ bài làm. Rồi thứ hai là các em có một cái trang web là cái trang diễn đàn để thầy lưu cốt bài làm của các em. Khi vào các bạn vào trang web này thì các bạn cần phải đăng ký thành viên để thầy kiểm tra xem có bạn nào đăng ký chưa. Rồi có Huy đang vừa đăng ký xong để thầy active tài khoản, bởi vì cái trang web này thầy chỉ cho các bạn do mình quản trị là các bạn học sinh của thầy thì thầy mới cho đăng ký tài khoản ở đây để các em nộp bài vào. Ngoài ra thì khách viếng thăm chỉ được vào đọc bài thôi. Ở trong bài này thì trong cái hệ thống này thầy đã thử nghiệm thì nó lưu bài khá tốt. Tại thời điểm này nó có khoảng tầm hơn 7.000 bài nộp của các bạn học sinh ở đây. Số lượng bạn học viên học sinh cũng khoảng tầm hơn 380 bạn đang nộp bài này. Thầy đã tạo sẵn một cái các bạn đăng ký tài khoản ở đây luôn nhé. Bạn nào đăng ký xong thì các bạn nhắn vào cửa sổ chat để thầy gọi là active tài khoản của các em. Các bạn đã đăng ký được chưa nhỉ? Thầy xin chào bạn Chí Tín. Bạn Chí Tín họ tên đầy đủ là Nguyễn Chí Tín luôn nhỉ? Để thầy tạo lại cái tài khoản. Thầy chào Dũng. Thầy đã tạo con đi chơi về này à? Dũng chờ thầy một tí. Ok. Chị Tín ở tỉnh nào em nhỉ? Em ở tỉnh nào nhỉ? Tính ở Đồng Nai. Rồi các bạn đây thầy gửi lại tài khoản của Chí Tín. Chí Tín em copy lại về máy hoặc đăng nhập vào về máy nhé. Đây là tài khoản thầy gửi lại trong nhóm. Cái chữ A đẹp là mật khẩu nhé. Cái chữ KCB5 là mã lớp. Còn sau đó đến mã tỉnh, sau đó đến họ và tên viết tắt của các em. Thật là chữ in hoa, mật khẩu là chữ đẹp. A đẹp. Cái trang nộp bài thì ở trong nhóm Zalo của lớp thì thầy có tạo một nhóm Zalo có một số các bác phụ huynh cũng đã ở đây hoặc là thầy cô của các bạn. Bạn Bảo Trình là và bạn nào nhỉ? Đây, bạn ở Thanh Hóa. Để thầy tạo luôn tài khoản. Sau khi tạo xong tài khoản thì các bạn lưu ý thầy cho mình hiện tại thì các bạn nào mà chưa đăng ký tài khoản ở cái trang web này các em đăng ký vào tài khoản giúp thầy ở đây để tí nữa làm xong bài các bạn nộp bài lên trên đấy luôn. Đây cũng là cái chỗ để phụ huynh học sinh theo dõi và thầy cô của các bạn nếu có thì sẽ cũng là để chỗ để thầy theo dõi các em đã nộp bài đúng tiến độ chưa. Ngoài cái bài Thầy, sao tới đây dạ lúc nãy em đăng ký ở trên cái web đó thì em có xác nhận luôn bên Gmail rồi thì nó có đúng đúng bước định. nếu nếu mà nó xác nhận được qua Gmail rồi thì ok các bạn em cứ đăng ký nhé và
Dũng ơi, sao mà ông lại không biết đăng ký? Để em ấn vào đăng ký thành viên mới, sau đó nhập thông tin vào là được mà. Rồi, thôi tóm lại là chỗ đấy như thế nhá. Rồi bây giờ các bạn comment cho thầy biết cái ngôn ngữ lập trình các bạn dự kiến học là ngôn ngữ gì để thầy nắm lại một chút nào. Ông Nguyên đăng ký rồi à? Trên trang chủ của mình thì có thầy tạo ra một cái forum ở đây tên là chấm bài trực tuyến. Thì trong forum chấm bài trực tuyến này thì có một bài viết là về chấm bài trực tuyến ấy, ở trên trang Jusolen, thầy đã lưu sẵn cái đường link ở đây. Hãy lưu ý rằng là cái link này là cái server này thầy đang chạy trên cái con máy tính của thầy ấy. Nên thỉnh thoảng nó mà có bị tắt thì các bạn nhớ nhắn Zalo để thầy bật cái server này lên nhé. Còn video bài giảng thì thầy sẽ up trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành, tranh thủ quảng cáo luôn. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh giúp thầy. Vài hôm không khéo thầy thầy YouTube mất. Các bạn cứ vào chữ YouTube Đặng Tuấn Thành thì các bạn sẽ nhìn thấy tìm thấy thầy và cái toàn bộ bài giảng của lớp học mình thầy sẽ gửi ở trên nhóm lớp này nhé. Các em có bao nhiêu tài khoản Google nhớ đăng ký kênh YouTube giúp thầy. Trên YouTube thì kênh này nhiều video bài giảng thì nó sẽ các bạn vào trong playlist thì thầy sẽ tạo ra một cái playlist mới cho lớp KCB5. Thì ngoài ra có các cái bài giảng rất hay khác ở trên này, các em cũng chủ động tìm hiểu trước. Nguyên này thầy mà mua con MacBook M2 chắc thầy sẽ ra ngủ ngoài sân mất. Bạn Gia Bảo là Trịnh Gia Bảo, ok. Ủa, Gia Bảo vào đây rồi mà sao thấy im lặng thế, mà thầy bây giờ thầy lăn chuột mới nhìn thấy Trịnh Gia Bảo. Gia Bảo chờ thầy một tí. Trịnh Gia Bảo vào đi. Mật khẩu chung như thế thì các bạn có thể đổi lại nhé. Đúng rồi, các em phải PR 500 anh em. Đây thầy gửi tài khoản của Bảo. Rồi, ok, như vậy là thầy cho mình đã tạo xong tài khoản. Trong quá trình dùng nếu tài khoản bị lỗi kể cả sau cái khóa học với thầy, nếu mà tài khoản các em mà không vào được thì nhớ nhắn Zalo cho tới thầy nhé. Thỉnh thoảng cái file cơ sở dữ liệu nó có bị mất thì thầy cấp lại thoải mái mà, nó chỉ trên file Excel mà. Nên kể cả sau khóa học các bạn học xong mà nếu mà không vào được server nhớ nhắn cho thầy để thầy tạo lại tài khoản. Thông thường tạo lại tài khoản đúng như thế này thì bài làm của các em nó sẽ còn nguyên ở trong server, sẽ không bị mất đi. Rồi như vậy sau khi ta đã làm quen rồi với cái một số các cái chuẩn bị thì bao gồm Nguyên đã nói đúng lại còn nói to, thật là nguy hiểm. Rồi bây giờ thì cho mình sẽ bắt đầu với nội dung hôm nay. Các bạn hãy comment cho thầy biết là các bạn đã bạn nào đã cài đặt xong phần mềm Codeblock, hoặc là các bạn sử dụng ngôn ngữ Pascal hay C cộng cộng để thầy nắm lại một lần nữa, bởi vì các bạn comment vào cửa sổ chat giúp thầy nhé. Rồi có giữa Quốc Dũng là C cộng cộng, Quân cũng là C cộng cộng, Chí Tín Python. Rồi ok, nếu mà như Hân này đấy thì nếu không vội thì học C cộng cộng luôn cũng được. Chị Tính đang 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 được học Python rồi à? Tốt quá. Tuy nhiên thì theo định hướng thì ta nhận thấy rằng là cái ngôn ngữ lập trình để xác định kỳ thi mà để muốn đạt được điểm cao trong một cái kỳ thi liên quan tới bài thi lập trình
thì vẫn chỉ là ngôn ngữ lập trình C cộng cộng là một lợi thế với các bạn. Các bạn trả thầy thì nhiên thầy đóng cái cửa mưa quá. Rồi, các bạn nào chưa đăng ký vào cái forum thì ta sẽ đăng ký sau nhé. Đấy. Thì trong forum này thì thầy cũng đã chuẩn bị sẵn một cái chỗ để nộp bài theo từng buổi. Xuống đây lớp ta, lớp KCB5 thì nó nằm ở trong thực nghiệm dự án. Cái dự án ILP này là một cái dự án khoa học kỹ thuật thầy thực hiện trong một khoảng thời gian dài. Cái từ ILP là gọi là phát triển năng lực lập trình cho học sinh trung học phổ thông. Thì ở trong phần này thì có một thì ở đây có buổi học số 1 cấu trúc tuần tự trong C cộng cộng từ bài 1 đến bài 15. Thì khi các bạn vào trong mục này thì các bạn sẽ paste bài làm của mình vào đây. Ví dụ như thầy lấy một cái bài làm của thầy thì ví dụ như thầy lấy một cái bài làm ở trên máy đây. Ví dụ như thầy lấy cái bài toán này, bài này chẳng hạn. Khi mà thầy nộp bài trên forum thì ta để ý là ta vào theo đường dẫn ở trên như trên màn hình hiển thị. Ta vào trên forum, ta vào thực nghiệm dự án, vào cái lớp KCB5, ta vào cái bài bài học số 1. Thì khi đó cứ mời anh Tùng vào, anh Tùng là. Rồi, vậy thì bây giờ thì các bạn paste bài làm vào đây thì các bạn nhớ nhé. Đầu tiên các em paste bài làm vào đây, các em ví dụ như các em ghi bài 1, tôi cũng chẳng cần ghi bài 1 đâu. Các bạn nháy vào cái thẻ code đây, cái thẻ code nó là cái thẻ này. Ấn vào thẻ code đấy, sau các bạn paste code bài làm vào đây. Đấy, thì cái bài làm của mình nó nằm trong cái thẻ code là cái thẻ này nhé. Sau đó paste code ở giữa, rồi ấn nút send đây. Đi phát. Thì sau khi gửi xong thì cái bài làm của các em sẽ được lưu lên đây. Và trong lúc ôn tập tổng hợp các em có cái để xem đấy, khi đó bài làm của các em sẽ được nhìn thấy ở trên chỗ này, nhìn nó để trong thẻ code rất đẹp. Và cứ như thế thì sau khi các bạn là làm xong bài nào, các bạn paste code bài làm lên đây để thầy theo dõi cái tiến độ làm bài của các em, đồng thời cũng là sẽ xem code để sửa giúp các em luôn một cách nhanh nhất chóng nhất. Rồi, bây giờ thầy trò mình không mất thời gian nữa, thầy trò mình đã làm quen được với cái hệ thống cái chỗ để nộp bài trên forum. Tí mà chưa rõ thì ta sẽ trên kênh YouTube của thầy, thầy cũng đã tạo ra cái video để hướng dẫn nộp bài trên server. Thì trên này thầy đã gửi lại cái đường link. Để tạo được project ở trong cái ngôn ngữ lập trình nhé. Đấy, thì trong đó nó có thao tác hướng dẫn tạo project và nộp bài. Thì trên cái server nhiều bạn đã được học lập trình cơ bản và một số bạn thì cũng đã làm quen với hệ thống chấm rồi. Phần này thầy đang nói với chung để các bạn biết được rằng ta có thể nộp bài ở trên đâu nhỉ? Ừ, thầy xin chào Tùng. Như vậy với cái nội dung thầy cho mình vừa giới thiệu thì các bạn nhớ cái đường link kia, các bạn có kênh YouTube của thầy nhớ like, share, comment cần lực nhé. Ở trong cái nội dung chương đầu tiên thì thầy cho mình sẽ tua nhanh cái phần nội dung cấu trúc tuần tự trong C cộng cộng để một số bạn hệ thống làm và nộp bài được trên server chấm bài được. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Bớt này. Trong phần này thì thầy trò mình sẽ làm quen với cái ngôn ngữ lập trình cấu trúc tuần tự. Thì ở trong phần cấu trúc tuần tự này thì đầu tiên thì trên máy tính của các bạn cần cài phần mềm CodeBlock. Bạn nào cài đặt xong phần mềm CodeBlock thì các bạn comment cho thầy số 1 nào. Bạn nào chưa hoặc là phần mềm nào để soạn thảo.
Bạn nào chưa cài đặt thì comment cho thầy số 0. Rồi, bạn nào đã cài đặt phần mềm để soạn thảo thì comment cho thầy số 1 nhé. Bạn nào chưa cài đặt thì comment số 0 để thầy biết. Có thể hỗ trợ. Ở trong cái nội dung phần hôm nay thì thầy trò mình sẽ rồi, vậy thầy nhận được của Gia Hân chỉ tín ấy. Và các bạn Huy, Quân, Dũng, Gia Bảo là cũng đã sử dụng rồi, ngôn ngữ lập trình cài được code block rồi. Rồi cả Nguyên nữa. Rồi ở trong cái phần này thì thầy hướng dẫn phần bằng ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. Các bạn nào có nhu cầu sử dụng ngôn ngữ khác thì báo thầy luôn nhé. Trong quá trình thầy làm chuyển có một số ngôn ngữ lập trình như Java, C cộng cộng, Python và Pascal. Thực tế quan trọng nhất với một bài lập trình là ta nghĩ ra được thuật toán thôi. Chứ còn code bằng cái gì thì cũng tương tự như nhau thôi. Thầy thấy nó cũng không có sự khác biệt. Về ngôn ngữ lập trình thì C cộng cộng thì ở trong phần 1 thì ta tìm hiểu về cấu trúc tuần tự. Ở trong cái nội dung bài hôm nay thì thầy trò mình có khoảng tầm 1 tiếng rưỡi. Thế vừa rồi thì thầy trò mình đã làm quen với cái hệ thống chấm bài là jusolen.ddns. Đấy. Thì cái video hướng dẫn nộp bài trên server thầy cũng đã gửi tới các bạn qua đường link ở trong nhóm Zalo. Ở trong hôm nay thì ta sẽ làm quen với cái cách viết một cái chương trình cơ bản trong C cộng cộng. Ở trong C cộng cộng thì ta có một số các cái kia. Bắt đầu thì để viết chương trình thì ta sẽ có một cái bài toán như sau. Bây giờ ta có một cái bài toán để ta biết được xem cái bài trời. Đề bài là cho A và B hãy thực hiện là tính tổng và thương của A và B. A và B. Đấy. Thì ta có dữ liệu là nhập A và B kết quả đưa tổng và thương ra. Vậy thì với cái bài toán như trên thì các bạn nhận thấy thầy trò mình sẽ cần phải xác định được bài toán, tức là đề bài cho cái gì và cần tìm cái gì. Ở đây thì hôm nay chỗ thầy tự nhiên trời mưa to thật. Thì ta xác định được bài toán. Để xác định bài toán thì ta xác định dữ liệu vào, tức là ta định nhập gì. Nhờ dữ liệu vào thì đề bài cho cái gì thì ta sẽ nhập cái đấy. Với ví dụ như ở bài này người ta cho A và B thì các bạn nhập A và B. Kết quả ghi ra tổng và sau khi xác định được bài toán xong thì các bạn xác định thuật toán để giải bài toán. Cái này thì ở trong bước đầu mới học lập trình thì ta cần phải phân tích thật kỹ để khi đọc một tờ đề các em phải luôn trả lời được câu hỏi đề bài này người ta cho cái gì và người ta yêu cầu cần tìm cái gì. Đấy, trong một cái đề bài mà các bạn phân biệt được thì khi đó ta mới bắt đầu đề xuất được thuật toán. Vậy thì bước 1 của bài toán thì ta sẽ thực hiện là người ta cho AB, vậy thì ta sẽ nhập A và B. Ở bước 2 thì người ta yêu cầu thực hiện tính toán giá trị. Đề bài người ta yêu cầu tính tổng thì mình khai báo một cái biến tổng bằng A cộng B. Tổng là đại lượng, biến là đại lượng dùng để lưu trữ các giá trị trong chương trình. Các biến nào có tên thì mình khai báo rồi, bổ sung cái nào chưa có thì mình sẽ khai báo bổ sung. Ta khai báo một cái biến thương bằng A chia cho B. Vậy thì ta sang bước 3 thì ta sẽ thực hiện công việc là đưa tổng và thương ra. Và ta sẽ xác định được bài toán. Với mỗi bài toán các bạn cần xác định những cái điều bên trên thật rõ ràng.
Rồi bây giờ quay trở lại sang phần viết chương trình. Như phần này thì các màn hình để cho nó đỡ vào bị trôi. Bạn chờ đi. Mình bật cao ăn quá. Thầy kết hợp gửi ở trong nhóm Zalo nên các bạn sử dụng phần mềm Zalo PC giống như thầy đang dùng này, dùng Zalo PC tương tác cho nó tiện. Vậy thì với một bài toán thì các bạn cần phải xác định đọc đề bài để xác định trọng tâm của bài toán. Sau đó các bạn xác định bài toán cho cái gì và cần tìm cái gì. Đấy. Bây giờ sau đó thì ta mới bắt đầu xác định thuật toán, chia bài toán thành các bước để giải bài toán. Bước 1 là nhập dữ liệu, bước 2 có thể là tính toán, bước 3, bước 4, rồi đến bước cuối cùng là ta đưa kết quả ra. Đấy. Đấy, bây giờ ta thử phân tích một cái chương trình mẫu để giải quyết bài toán này thì bao gồm câu lệnh gì? Đầu tiên ta có thăng include bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h. Câu lệnh này được gọi là khai báo thư viện. Using namespace là câu lệnh mặc định của hệ thống kể nó. Ở đây thì ta sẽ thực hiện là khai báo biến kiểu nguyên, kiểu số nguyên. Ở đây thì ta có trong đề bài người ta cho A và B là kiểu số nguyên nên ta sử dụng kiểu dữ liệu là kiểu số nguyên. Ta đã mới làm quen ta sử dụng kiểu INT. Kết quả của nó là phép toán thương thì nó sẽ là một số thực. Vậy thì ta sử dụng kiểu dữ liệu số thực, kiểu phân loát. Khi đó bắt đầu vào chương trình chính. Như vậy thì ta nhận thấy rằng đây là từ đây trở lên nó sẽ là phần khai báo. Đấy, phần khai báo. Còn ở phía dưới này ta sẽ là phần làm việc với chương trình chính. Bắt đầu vào main ở tên bên là chương trình chính thì ta bắt đầu làm việc với chương trình thì ta có thao tác là nhập AB. Để nhập một đối đề bài người ta cho AB. Đây ta có dữ liệu vào nhập AB. Ở đây thì người ta cho AB. Người ta cho AB vậy thì mình sẽ xin thằng AB. Khi viết chương trình thì các bạn nhớ giữa toán tử và toán hạng các bạn cách nó ra cho chương trình nó đẹp hơn nhé. Đấy, cho nó đẹp hơn. Đấy, cách nó ra. Đấy, dấu chấm phẩy thể hiện kết thúc dữ liệu. Lệnh cin 2 t biến là để nhập dữ liệu. Nếu có một biến thì các bạn sẽ thực hiện là cin 2 dấu lớn hơn t biến thứ nhất, thêm một biến thứ hai, 2 dấu lớn hơn t biến thứ hai. Nếu dữ liệu vào ở nhiều dòng thì ta sử dụng nhiều cái cin khác nhau. Tính tổng thì bằng a cộng b thương bằng a chia b. Khi trình bày chương trình thì hãy để ý rằng cái đoạn các cái code chương trình này nó được thu đầu dòng vào nhé, nó được thu đầu dòng vào. Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên đấy, ta tính tổng hiệu tích thương, đấy, sau đó ta đưa thằng tổng ra. Được, hoặc là ta có thể sử dụng là viết dữ liệu ra. Ở đây thì có thêm cái câu lệnh cout fit precision. Câu lệnh này là đối với viết với biến kiểu thực có quy cách là lấy chính xác đến 2 chữ số thập phân thì ta thêm số 2 vào. Đấy. Vậy thì ở đây thì thầy giới thiệu lại qua để cho các bạn hình dung được cấu trúc của một chương trình. Với cấu trúc của một chương trình như trên thì bây giờ ta sẽ quay sang cái bài toán đầu tiên để các bạn cùng làm bài nhé. Các bạn lưu ý ta làm để test thử hệ thống luôn nhé. Rồi ta sang cái bài thứ nhất. Rồi, ở trong bài này thì người ta đã có để ý nhé, nó có thêm dữ liệu đầu vào ra kiểu tệp. Nên ở đây thầy giới thiệu luôn cái câu lệnh vào ra kiểu tệp thì nó sẽ là cái câu lệnh này.
Reopen nó nằm ở trên thằng CI nhé. Cái này ở cái ví dụ trên chưa có. Rồi bây giờ ta sẽ có khoảng tầm 2 phút để các bạn định ý nghĩ, định xác định đề bài làm. Đấy. Các bạn cùng đọc đề và trả lời cho câu hỏi. Đề bài người ta cho cái gì và cần tìm cái gì? Và thầy sẽ xin mời lần lượt các bạn trả lời nhé. Rồi xin mời theo thứ tự từ bé đến lớn, từ trên xuống dưới đi. Hay gọi từ giữa gọi ra nhỉ. Xin mời Gia Hân nào, cho thầy biết đề bài này người ta cho cái gì. Em có thể bật mic để nói hoặc là sử dụng cửa sổ chat. Bật mic thì này cho nhanh. Đề bài cho gì? Đề bài cho số A tức là thửa ruộng và sản lượng thóc tức là B, và người ta hỏi cái tổng lượng lúa tức là A nhân B. Như vậy bài này là em đã tìm được luôn công thức là A nhân B đúng không? Rồi thầy cảm ơn em. Vừa rồi thì Gia Hân nhận thấy rằng ở cái bài toán này thì người ta nhà này có A, thứ A là số lượng thửa ruộng, B là cái sản lượng, vậy thì từ đó suy ra là tổng cái khối lượng lúa thu được là sẽ bằng A nhân B. Bạn xác định được luôn bài toán. Như vậy dữ liệu vào của bài toán này là ta sẽ nhập AB, và output của bài toán đó chính là khối lượng lúa thu hoạch được. Như vậy xác định được bài toán. Vậy thì ở đây thì các bạn xác định luôn kiểu dữ liệu của các biến, ta có A và B thuộc kiểu nguyên, thì ta chọn kiểu INT. Lý do tại sao ta chọn kiểu INT thì ở đây thầy giới thiệu luôn, các cái số nào mà trong đề bài người ta giới hạn là 10 mũ 9 thì ta luôn chọn đó là kiểu INT nhé. Rồi ta có thêm biến cái biến sản lượng, thầy gọi nó là biến biến S chẳng hạn. Sản lượng chẳng hạn. Thì ta sẽ chọn cái kiểu dữ liệu lớn hơn, bởi vì thằng A nhân B lên đến 10 mũ 18. Nên ở đây thầy giới thiệu có kiểu thứ hai là kiểu dữ liệu long long. Với các cái biến nào mà nhỏ hơn hoặc bằng 10 mũ 9 thì ta chọn kiểu INT, và biến thứ hai chọn sản lượng là kiểu long long. Vậy thì thuật toán để bài toán giải bài toán này thì ta nhận thấy bước 1 của bài toán là nhập AB. Rồi bây giờ xin mời Quân hãy cho thầy biết để nhập AB thì ta sử dụng câu lệnh như thế nào. Cho tôi dạy là CIN cộng Xin. hai dấu lớn A, hai dấu lớn B. Rồi, rất cảm ơn Quân, hoàn toàn chính xác. Ta xin được AB. Sau đó ta tính S bằng A nhân B, sau đó ta đưa S ra. Vì S của ta là kiểu long long nên ta sẽ sử dụng đưa thằng S ra giống như đưa biến tổng này, chứ không cần sử dụng fixed precision nhé. Rồi như vậy thì ta quay trở lại với chương trình, thì chúng ta sẽ làm quen lại với chương trình. Câu lệnh này là câu lệnh khai báo thư viện. Ở đây thì cho mình cùng thống nhất sử dụng một cái thư viện duy nhất trong bài thi, đó là thư viện bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h. Thư viện này là chứa tất cả các cái thư viện còn lại, nên thông thường khi đi thi trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia trở trở xuống đi thi quốc tế với ngoài hành tinh thì ta chưa chưa được đi nên chưa biết, nhưng cứ đi thi tầm cỡ quốc gia đổ lại thì các bạn chỉ cần sử dụng thư viện này là đủ nhé. Có nhiều bạn thì bảo là thưa thầy em sử dụng nhiều thư viện con được không? Hoàn toàn được, nhưng thôi ta dành thời gian để nghĩ thuật toán đi và sử dụng chung một thư viện này. Bắt đầu ta sử dụng cái câu lệnh mặc định của hệ thống. Ta khai báo các biến, ta khai báo một cái biến S. Bắt đầu vào chương trình chính, ta free open để mở tệp, ta nhập giá trị, tính toán giá trị và đưa kết quả ra. Đấy. Vậy thì ta nhìn thấy là với cái bài này cấu trúc chương trình ta cần phải làm như trên. Vậy với các bạn
Thì sẽ, xin mời các bạn làm cái bài toán này và nộp bài lên trên hệ thống nhé. Để reset lại cái bảng này. Kiểm tra xem trên bảng danh. Các bạn làm và nộp bài lên hệ thống nhé. Hệ thống nó sẽ tự chấm bài của các em. Thế này thì đấy, đây trong trong lớp tài khoản các bạn có rồi, bạn nào chưa có tài khoản như báo thầy thì để thầy cấp lại tài khoản. Cái giai đoạn đầu thì thầy trò mình cần phải xác định nó một cách cẩn thận như thế này. Đến giai đoạn sau thì mình trình bày nó phải vào nháp. Giai đoạn sau nữa thì mình nghĩ nó ở trong đầu. Nhưng việc xác định bài toán tốt sẽ đảm bảo mình không đi lệch hướng hoặc đọc sai dữ kiện của đề bài. Trên đây là giao diện của phần mềm CodeBlock. Thì để làm việc với CodeBlock thì ta để ý nó có trong thẻ view này nó có một số các cái thanh thước thông thường nó hay bị mất đi. Đấy. Nó hay bị mất đi như thế này. Thì các bạn có thể vào view chọn các cái thanh thước mà thường xuyên được sử dụng, ví dụ như mình thì thường thể chạy nó bị mất hết này, thì vào view chọn dòng trên cùng code block default đấy, thì khi đó nó hiện ra cái cửa sổ này, thì có thể bật thêm vài cái thanh thước khác nữa ở đây nếu nó bị mất đi nhé, thì các bạn cứ vào view chọn toolbar bật mịt mù nó lên là nó sẽ hiện lên thôi. Bây giờ để làm việc thì thầy cho mình có chức năng. Ta cũng quy định luôn với mỗi bài làm sẽ là một project khác nhau, mỗi bài làm là một project khác nhau. Các bạn nào làm xong bài 1 thì thầy gửi luôn đề bài 2 nhá, để các bạn nào làm xong thì báo thầy để thầy gửi bài nhé, ta không cần chờ bạn khác. Ta cứ mạnh ai người đấy chạy thôi, tiến độ thầy sẽ dạy để theo tiến độ chung, nhưng bạn nào làm xong trước thì sẽ được nhận bài tập mới. Thì khi Sau đó bài thầy một với thầy. rồi bây giờ thầy trò mình sẽ làm việc với project như sau. Các bạn có thể ấn nút create project. Đúng rồi Nguyên, ta nộp trên JuSolid nhá. Ta vào file chọn new chọn project hoặc là nút create a new project. Trên cửa sổ project thì có rất nhiều các tùy chọn. Các bạn nào học lập trình điều khiển robot Arduino thì chọn cái thằng này. Các bạn có thể sử dụng một số các loại để lập trình khác. Trong đó cái của chúng ta dùng là cái console application. Thằng nút go. Nhá, vừa rồi ta thầy vào chữ create a new project nhé. Chọn console application ở nút go. Khi đó nó hiện ra cửa sổ này, chọn ngôn ngữ gì để cho mình chọn C cộng cộng. Project title là tiêu đề của bài. Tiêu đề của bài thì lấy từ đâu ra? Các bạn cứ đừng ấn ABCD, ABCD như này nhá. Lưu ý. Bài tên project thường lấy tên file. Đấy, các bạn lấy tên file ở đây. Các bạn đặt project title ở đây. Sau khi học xong khóa thì kênh của thầy thì các bạn có khoảng tầm, nếu mà bạn nào làm nhanh chắc được tầm hơn 300 bài. Từ cơ bản đến nâng cao trong cái đợt học. Nên các em cố gắng lên. Các bạn nào học làm càng nhanh thì nhận được bài càng nhiều. Đấy. Rồi khi đó thì ta do bài vừa rồi bài này thì đã từng làm nên nó sẽ báo bên tay trái của ta là thanh menu management. Các bạn close nó đi, các bạn có thể bật nó vào vào view chọn manager đây bây giờ. Rồi sau đó cửa sổ này nó sẽ hiện lên, thì bên tay trái của ta có menu, các bạn double click vào nó. Các bạn nào dùng Python hoặc C cộng cộng hoặc Pascal thì các bạn cứ làm bài theo ngôn ngữ của mình nhé. Với mục tiêu của chúng ta là học thuật toán và để cài đặt thật nhiều thuật toán, nộp bài chợ có full điểm trên server. Vừa rồi thầy giữ phím Ctrl, thầy lăn chuột để phóng to thu nhỏ code nhé. Giữ phím Ctrl trên bàn phím để phóng to thu nhỏ. Rồi khi gõ thì các bạn nên tắt gõ tiếng Việt đi để làm việc nó chuyên nghiệp hơn. Bắt đầu ta sẽ khai báo thư viện bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h, xóa các dòng trống không cần thiết đi. Đề bài này khi nãy nên thì bản thân mà trả lời được là đề bài cho a và b, vậy thì bài này ta khai báo biến a
và biến B. Khi gõ thì dấu phẩy nó liền với cái dấu cách phía trước, liền về thằng trước và cách thằng sau. À, ta đề bài yêu cầu tính S. S là vật sản lượng. Thầy có thể đặt tên là sản lượng hoặc là khai báo là S cũng được. Bắt đầu vào chương trình thì thầy có câu lệnh free open là mở tệp tệp nào. Bài này trong đề bài của mình nó có quy định rất rõ ràng là bài một lúa. Vậy thì đặt tên nó là bài một bài một lúa chấm INP. Nó đặt trong ngoặc kép này nhé, bài một lúa. Mở tệp này ra để đọc từ tiếng Anh, để đọc từ tiếng Anh để đọc là ta sử dụng từ read đúng không? Để đọc thì nó viết tắt bởi chữ R, phải STDIN. Sau đó tương tự như vậy, các bạn free open cái thằng này. Để bài một lúa chấm OT. Thế bài một lúa chấm ao này lấy ở đâu ra? Thì đó là nó lấy ở cái bảng bên cạnh. Nhé, bài một lúa chấm in là cái thằng đầu tiên, bài về một lúa chấm ao là cái bên cạnh. Mở tên này ra để viết kết quả vào, từ viết tiếng Anh là từ write, ta sử dụng từ write với tham số STDout. Thầy xin chào bạn Khánh Việt nhé. Thế là Khánh Việt vừa vào. Thì nữa thầy cho mình đang làm quen với cái nội dung ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. Các bạn nào đã biết rồi thì ta sẽ cố gắng làm bài và nộp bài lên hệ thống nhé. Tí nữa thầy ok. Thế, rồi. Ok, Khánh Việt ở tỉnh nào nhỉ? Để thầy tạo lại cái tài khoản cho Khánh Việt luôn. Khánh Việt ở tỉnh nào em nhỉ? Khánh Việt ở Đắk Lắk à? Đến Đắk Lắk, tỉnh À, thầy gửi bạn cái user và mật khẩu để em lưu lại trên máy nhé, hoặc là tin nhắn qua Zalo tới đây. Cái trang web nộp bài của mình nó là trang Jusoland nhé. Ok, thầy cho mình tiếp tục. Rồi bây giờ nhé, câu lệnh này là câu lệnh khai báo thư viện. Câu lệnh này là khai báo biến, đề bài cho biến cho cái gì thì mình khai báo biến đấy. Đề bài yêu cầu tính cái gì thì mình khai báo biến đấy. Tên biến do người lập trình đặt. Câu lệnh free open là câu lệnh mở tệp. Với mỗi bài toán khác nhau, bài này bài một lúa chấm INP đấy, với tham số này. Vậy ví dụ như vậy thì sang bài 2 thì ta sẽ là free open với hai cái tên phát khác nhau như trên. Đấy. Như vậy nó chỉ khác nhau về phần tên, còn các cái thông số nó tương tự nhé. Rồi. Bây giờ để đề bài người ta nhận thấy ở bài này người ta cho đây, dữ liệu vào cho số nguyên dương AB. Vậy thì bài này thầy cho mình sẽ cần phải nhập AB. Thì ta xin AB. Ở bài thứ hai, người ta dữ liệu nhập vào là ABC thì mình xin ABC. Ở bài số 3 cho ABC, ta cũng xin ABC. Bài này cho XYZT, ta xin XYZT. Vậy thì muốn nhập thằng nào thì thầy cho mình sẽ thực hiện cái câu lệnh cin tương tự nhé. Cin hai dấu lớn hơn tên biến cần nhập. Kế tiếp, ở bước 2 của thuật toán thầy cho mình đã xác định ta phải tính S là bằng A nhân B. Vậy thì ta gắn S bằng A nhân B. Ta sử dụng dấu sao cho phép toán nhân. Ta có các phép toán là cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy phần dư và chia lấy phần nguyên. Và chia số thực, nó để sử dụng các phép toán cộng trừ nhân chia này. Khi gõ viết chương trình thì giữa toán tử và toán hạng các bạn cách nó ra nhé. Sau khi viết xong các bạn thường các bạn có thói quen nháy chuột phải chọn format format user style để code block nó tự định dạng code. Một số các em có thể sử dụng phần mềm Visual Studio Code nhé, nó rất đẹp. Thầy hay sử dụng code block vì thầy thích nền sáng hơn so với nền tối.
Tiếp đến, thầy trò mình sẽ thực hiện công việc là sau khi tính xong giá trị xong, ta đưa kết quả ra. Vậy thì ta để viết một biến ra, ta có cout để biểu biểu thức định viết ra. Ta muốn viết s ra ngoài mà lại ra s ra thì ta cout thằng s. Như vậy thì đây, cái thao tác này là thao tác nhập, còn thao tác này là thao tác xuất. Vậy bài này người ta yêu cầu tính s thì ta cout s. Ở cái bài này người ta tính s và p thì vậy mình cout s và cout thằng p. Ở bài này người ta tính s và tính p, ta cũng như vậy. Ở bài này tính a và b, và vậy thì ta cout thằng a và thằng b. Thằng b này thì có căn bậc 2 thì nó là kiểu float, kiểu số thực. Bài này tính khoảng cách, vậy thì ta cell thằng khoảng cách. Bài này tính chu vi thì ta cell chu vi và cell diện tích. Đấy. Tóm lại bài tính cái gì thì ta sẽ cell cái đó ra sau đây. Rồi, tới đây thì thầy trò mình đã thực hiện viết xong chương trình mà ta sang bước kế tiếp. Thầy trò mình sẽ thực hiện thao tác chạy thử chương trình. Để chạy thử thì ta có nút build and run nha, nút build and run ở đây. Ta nút chứ không phải nút run nữa nhá, nút run là nút chạy code cũ. Builder and run là chạy cái code mới nhất. Chờ đây một tí. Đấy, sau khi nút builder and run nó báo chữ return 0 như thế này là chương trình của mình đã đúng rồi. Vậy thì ta quay trở lại làm việc với tệp như sau. Ta có một số trước khi làm việc với tệp thì thầy có một số lỗi cơ bản thầy sẽ ví dụ ta bỏ ta xóa dấu chấm phẩy đi chẳng hạn. Ở cuối dòng. Đấy, thì thầy nút chạy chương trình. Chạy chương trình nó báo đỏ ở đây nhưng mà không biết nó đỏ cái gì. Thầy vào view, chọn lốc. Ủa? Thầy vào view, chọn lại lốc. À đây, cái cửa sổ lốc của thầy nó ngáo ngơ, nó đang trốn ở đây. Đấy, cửa sổ lốc của thầy ở đây. Nó báo rằng ở dòng số 4 trước cái chữ long này thiếu dấu chấm phẩy. Đấy. Vậy thì ở đây thầy phải pen cho nó dấu chấm phẩy ở đây. Sau đó thầy lại ấn F9 hoặc là ấn nút thầy hay ấn nút build and run. Nó lại nhấp nháy ở đây ở cửa sổ báo lỗi ở dòng số này thiếu dấu chấm phẩy. Đấy, như vậy thì ta nhìn cái bổ sung cho nó dấu chấm phẩy. Thông thường thì ta hay có cái thói quen là mới ban đầu lập trình thì hay gặp những cái lỗi. Khi nào nó chạy ra được cái cửa sổ như trên là đã ok rồi. Rồi bây giờ như vậy bây giờ để chạy chương trình thì ta sẽ làm như sau. Ta vào file, cũng không cần vào file. Ta trên menu này ta có nút new file hoặc là ấn tổ hợp phím là Ctrl Shift N nhé. Đấy, ta vào file chọn new, chọn empty file cũng cũng được nhé. Các bạn quan sát nhé. Nó hiện ra cửa sổ này, ta chọn yes. Khi đó cửa sổ Save as Type này là ta đang thực hiện thao tác tạo file input, bởi vì trong đề bài người ta bảo dữ liệu vào từ tệp file input. Đấy. Vậy thì ở đây thầy sẽ thực hiện là thầy làm lại thao tác này để các bạn cùng quan sát. Ta vào file chọn new chọn empty file hoặc là ấn tổ hợp phím Ctrl Shift N. Thầy thấy các anh trong đội tuyển toàn thật ấn tổ hợp phím thôi. Ở đây thì ta gõ tên bài một lúa chấm ao trong thẻ Save as Type, các bạn kéo xuống dưới, bình thường nó mặc định là C cộng cộng, các bạn kéo xuống dưới cùng chọn Open File để nút Save chọn Yes. Đấy. Khi đó ở cửa sổ bài một lúa đây, cốt bài làm của mình ở thẻ bên này thì bài một lúa nó cái là file in nó ở đây. Khi chạy thử chương trình thì các bạn nên chạy test đề bài, đây là 4 2 4 5. Đấy. Ấn nút Ctrl S hoặc là ấn nút save everything. Đấy, để lưu cái test này vào. Các bạn có thể ở đây và ấn nút build and run để chạy thử chương trình luôn. Đấy. Hoặc là các bạn quay trở lại chương trình main này, các bạn ấn nút build and run đều được nhé. Bởi vì khi run thì nó chỉ chạy được file cpp thôi mà. Trong thẻ AZ của mình bên trái này bây giờ đã có bài một búa rồi, chấm in rồi, nhưng mà bây giờ chưa thấy file out ở đâu. Vậy để thêm file out thì Nguyên có bảo gửi thêm bài kế tiếp. Rồi chờ thêm một giây. Hết một giây. Để cáp cái màn hình đấy.
Thầy gửi ở trong nhóm, thầy chỉ hay sử dụng Zalo, thầy cũng có Facebook nhưng với Messenger nhưng mà thầy ít khi sử dụng. Cứ năm thì 10 họa, một năm thầy vào khoảng mấy lần. Bởi vì thời gian là quan trọng, mình không có quỹ thời gian. Rồi, bây giờ thầy làm lại thao tác như vậy. Vừa rồi thầy đã nút đã thêm được file input và chạy thử được chương trình nhưng mà chưa biết kết quả, bởi vì kết quả nó nằm ở file out. Để thêm file out vào trong chương trình thì thầy sẽ nháy chuột phải vào tên project và nháy chuột phải vào nó, chọn add file. Sau đó cái thư mục project hiện lên thì thầy chọn cái file nào nó có đuôi chữ out là file kết quả ra. Để nút open nó ra. Nút ok. Khi đó file out nó sẽ nằm ở đây. Các bạn nháy đúp chuột vào file out thì nó sẽ hiện ra đây. Tuy nhiên kết quả nó ra 980. Ta thấy nó ở đây ra 980 à. Đúng test đề bài rồi. Thế là ngon. Đấy. Còn nếu mà các bạn nháy đúp vào file out này nó không mở ra được thì các em nháy chuột phải vào nó, chọn Open with, chọn External Editor, cái dòng ở giữa này, nháy chuột phải, chọn Open with. Đấy. Thì nó hiện ra cửa sổ này. Bây giờ ta sửa, ví dụ như thầy thử nghĩ ra test khác, 3 nhân 4 bằng bao nhiêu? Nút chạy chương trình. Nó ra được file out. Ok, thầy thử khác nữa. 23 nhân 5 chẳng hạn. Ấn nút chạy chương trình. Cửa sổ này không ấn nút thu nhỏ nhá, mà nút close nó luôn. Nó bảo bạn có muốn ghi đề dữ liệu cũ hay không, chọn có. Đấy, 53, 15, 52 là 10, nó sẽ bằng là 125. À quên, 115. Đấy, nó ra được kết quả. Như vậy thì ta đã chạy thử xong rồi. Sau khi chạy thử xong rồi thì các bạn copy toàn bộ bài. Để chọn toàn bộ văn bản thì ta đã biết, ta ấn tổ hợp phím Ctrl A. Đấy, trên bàn phím, hoặc theo phương pháp chạy bằng cơm kéo để copy. Thầy ít khi thầy thì làm thế lắm, thầy cứ click vào đây Ctrl A, Ctrl C để sao chép và copy. Đấy, sao chép copy, hoặc là thầy chọn và thầy chọn copy. Hoặc là vào edit chọn selection. Ôi giời ơi, tìm được chữ selection trong này. Thôi, tốt nhất thầy em Ctrl A, Ctrl C. Bây giờ thầy hướng dẫn thao tác nộp bài như sau. Sau khi các bạn chạy thử đúng khoảng tầm 5 test liên tiếp khác nhau, thấy kết quả ra đúng, muốn biết nó đúng hay không, lấy máy tính Casio ra bấm biết ngay nhé. Thấy ok, thấy đúng kết quả, đúng định dạng đề bài, đúng tên file in, đúng tên file out. Các bạn có thể nhấn chuột phải chọn format user style để cho code nó định dạng lại đẹp. Khi đó các bạn copy bài làm rồi quay sang trình nộp bài. Để nộp bài thì trong cái trang chủ của chúng ta, cái trang ilp4.forumv.com ấy, khi các bạn vào đây thì các bạn nhìn thấy có một cái tab là chấm bài làm trực tuyến JuSolen đây, thì đã để sẵn cái đường link đây nếu mọi người quên. Đấy, vào đây thì có cái bài viết là chấm bài trực tuyến, thầy để sẵn đây rồi. Thì ở đây thì ta có cái trang chấm bài thầy đã để đặt sẵn ở đây, có đường link video bài giảng thầy đã sẵn ở đây. Đấy. Thì khi nào mà các bạn vào cái trang chấm bài này mà nó không chạy thì nhớ nhắn qua Zalo của thầy nhé. Thầy online 24 trên 7. Tất nhiên trừ lúc thầy đi ngủ. Rồi bây giờ trên cửa sổ này thì nó có giao diện chấm bài. Khi nãy thì Dũng bảo thầy làm thao tác chấm bài nhanh quá anh chưa xem kịp, thì bây giờ cùng xem nhé. Sau khi các em đăng nhập vào thì các em bấm nút chấm bài, hoặc là các em chọn file đi file tệp đính kèm, nhưng thường thì thầy hay ấn nút chấm bài vào đây. Bạn nào code bằng Python thì code bằng Python thì chọn py đuôi chấm py, bạn nào code bởi C cộng cộng thì đuôi chấm CPP nhé. Đấy. Đi thi thì nên chọn ngôn ngữ lập trình C cộng cộng thì nó sẽ có lợi thế hơn cho các em, chứ code Python đi thi học sinh giỏi thì nó hơi thiệt thòi. Nếu các bạn vẫn quyết tâm thì vẫn có thể thi được thôi, nhưng mà ít khi đi xa được. Rồi tới đây thì ta sẽ paste code bài làm vào đây. Sau khi paste code bài làm thì các bạn lấy phần tên bài, phần tên bài nó quy định ở đây, các bạn copy và paste nó lên trên này, được chưa? Đấy, paste bài làm vào đây, paste tên bài mỗi phần tên nhé, không lấy phần mở rộng nhé, lên đây. Ở chỗ này thì chẳng qua là để hệ thống nó biết rằng bạn đang chấm bài nào nhé. Rồi. Sau khi thực hiện xong việc này thì ta ấn nút Submit để chấm bài. Khi ấn nút Submit chấm bài xong thì hệ thống nó sẽ báo là bạn đã nộp bài thành công, ta ấn nút OK.
Đấy. Sau đó các bạn chờ bài, sau khi các bạn nộp bài xong thì ở trên hệ thống máy thầy thì cái server nó sẽ thực hiện chấm bài. Và sau khi chờ chấm bài xong thì ta sẽ sau khi chấm bài xong thì ở phía đây nó sẽ báo rằng à bài bạn vừa chấm được 10 điểm. Các bạn có thể click vào đây để xem lịch sử chấm bài. Đấy. Nếu nó hiện ra chữ kết quả khớp đáp án, ngon rồi, đúng không? Còn thấy khác đáp án thì bị sai một vài test. Còn nếu mà không nhìn thấy file kết quả thì là do mình đặt sai tên bài ở đây. Tên bài thì nó quy định ở trong đề nhé. Rồi bây giờ xin mời các bạn làm bài. Các bạn có thể ấn vào nút, thầy có thể ấn vào nút bài nổ ở đây để xem. Rồi KCB5 vừa rồi thì chị Tín có nộp vào cái đuôi nhưng mà em đang quên chưa đặt tên file trên tên bài. Chị Tín lưu ý khi ấn nút chấm bài thì ngoài việc chọn ngôn ngữ lập trình Python, em paste bài làm vào đây và chỗ này em gõ lại tên bài nhé, tên bài một lúa đây để chấm bài. Thì khi đó máy mới biết được rằng em vừa chấm bài gì. Rồi bây giờ theo thứ tự từ bé đến lớn, thầy xin mời các bạn chia sẻ bài làm của mình. Rồi xin mời Dũng chia sẻ bài làm, chia sẻ màn hình. Để chia sẻ màn hình trên cửa sổ Zoom thì các bạn có chữ New Share để chia sẻ hoặc là chữ có hẳn chữ chia sẻ bằng tiếng Việt nhé. Bên giao diện của thầy, thầy để tiếng Anh nó đang là chữ New Share. Bên giao diện của các em nếu nó là chữ chia sẻ thì các em bấm nút chia sẻ toàn màn hình hoặc là chia sẻ mỗi cửa sổ cuối của lớp. Chỗ Tín nộp bài vẫn chưa được, chỗ em vẫn chưa đặt tên bài, chưa đặt tên bài nên nó sẽ không nhìn thấy bài gì. Rồi xin mời Dũng chia sẻ màn hình nào. Không cần tắt đâu, em chia sẻ đề lên luôn được. Cửa giờ thầy đang sử dụng chức năng là mình có thể cướp diễn đàn được. Tức là thầy đang chia sẻ, các bạn hoàn toàn có thể xông vào chia sẻ được. Em cứ vào chia sẻ đi là nó sẽ tắt luôn bên thầy. Mày dạng lên. Nên trong quá trình làm thì các bạn trong lúc thầy dạy mà bạn nào mà cần cướp diễn đàn để chia sẻ màn hình, chia sẻ màn hình. Rồi em quay sang cái project bài một lúa để thầy xem. Được rồi, bây giờ Dũng khoan nhá. Hiện tại thì cái trình biên dịch của em nó báo nó là không nhìn thấy trình biên dịch. Em vào cái thẻ setting ở bên trên cửa sổ giúp thầy. Rồi chọn compiler. Rồi chọn thẻ tool chain. Rồi nút auto detect. Rồi ấn ok. Rồi ấn ok phát nữa. Nút OK phía dưới nữa. Đây. Rồi bây giờ em ấn nút chạy lại chương trình nào. Ấn không nút bên cạnh chứ không phải nút đấy. Mình phải chạy nút Builder and Run nhé. Rồi bây giờ em đóng cửa sổ này lại. Rồi. Bây giờ em vào cái entertainment của cái cửa sổ bên cạnh nhé. Đấy. Ủa, cái này, bây giờ bài một lúa chưa làm à? Rồi bây giờ em vào, rồi ok. Em nghe, rồi bây giờ em bắt đầu code luôn ở đấy. Trong lúc thầy giảng thì các bạn khác tranh thủ bật màn hình kiểu giống như là mình chia sẻ màn hình bên này, sau đó mình để code ở bên này ấy, vừa vừa nghe giảng vừa code luôn. Các bạn nào làm xong bài 1 này, xin mời các bạn làm bài kế tiếp ở trong nhóm Zalo thầy đã gửi bài. Chỉ tín spam server hơi ác 1, 2, 3, 4, 5 lần nhưng mà vẫn chưa được. Em nhớ để ý chức năng nộp bài.
Chỗ chấm bài em phải đặt tên bài chứ. À, trong lúc bạn Dũng đang chia sẻ đang cốt bài một thì xin mời các bạn kế tiếp xin mời Gia Bảo chia sẻ màn hình nào. Dũng tiếp tục làm bài nhé. À quên, xin mời Chí Tín chia sẻ màn hình đi để thầy kiểm tra lại cái thao tác đồ bài của em. Để chia sẻ các bạn cứ xông vào cướp diễn đàn thoải mái nhé. Có chữ share screen hoặc là nút chia sẻ ở phía dưới màn hình. Rồi, Chí Tín chia sẻ màn hình luôn để thầy để xem bạn nộp bài có vấn đề gì. Trên cửa sổ Zoom em cứ nhìn xem có chỗ nào nó có chữ chia sẻ, em lắc lắc chuột một cái thì nó hiện lên cái nút chia sẻ hay là nút share screen ấy. Dung hỏi gì nói đi, mạnh dạn lên bật mic lên mà nói. Mic của Dũng hình như bị hỏng hay sao, nghe nó cứ xèo 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 xèo. Thôi bật comment đi, comment vậy. Trong quá trình học thì nếu mà máy tính của các bạn, cái mic của laptop hoặc máy bàn không có thì các bạn dùng tai nghe điện thoại ấy, thì thấy cái mic đấy nó cũng khá tốt. Dũng quay trở lại không, em đã chạy thử được chương trình ADB chỉ đến dừng. Đầu tiên em đã free open mà bài 1 BT1 rồi, em lăn copy lấy chữ bài 1 BT1 em lăn kéo lên trên. Rồi ở nốt đuôi chấm bài rồi ok. Mỗi thế thôi. Chấm như thế là nó cốt bài thao đẹp đấy. Đấy, những bài nào nộp đúng thì nó có chữ bài 1 BT1 đấy là đúng. Còn nhà, các cái bài nào mà chấm không có tên thì nó sẽ không nhìn. Rồi xin mời Dũng chia sẻ lại màn hình nào. Các bạn về kia khác xin mời các bạn tích cực làm bài lên nhé. Ở trong thời gian học thì thầy trò mình sẽ cố gắng.
cùng nhau chữa bài thật tốt. À, từ R nó viết tắt của là từ read là để đọc. Từ W là nó là từ write, là để viết, đọc dữ liệu từ tệp in, viết vào kết quả vào file. Rồi em mở code, mở lại code blog nữa. Dũng chia sẻ lại màn hình nhá. Dũng đâu, nhảy vào cướp diễn đàn ngay. Của Việt báo bị sai à? Để thầy kiểm tra lại tài khoản nào. Để thầy gửi lại với Việt. Việt thì copy paste nó sang nhé. Về trang đầu bài của mình là trang này nhé. Để thầy gửi lại. Rồi, em bây giờ giúp em nháy chuột vào cái chỗ cạnh số 8 ấy, nó có cái chấm tròn đấy. Đấy, rồi bây giờ dòng này nó báo ở trong cửa sổ báo lỗi phía dưới, nó báo là ở dòng số 8 chữ CD là không có. Như vậy cái từ này nó là STDIN nhé. Nó là STDIN là giờ dữ liệu vào, sửa chữ Y thành chữ D. Rồi này. Rồi chạy chương trình phát nữa xem sao. Ôi ngon rồi. Bây giờ em thực hiện thao tác tạo tệp, đóng cái cửa sổ này lại. Rồi về để thêm tệp và file in vào thì ta lại vào thể file, chọn new, chọn empty file. Hoặc là ấn tổ hợp Ctrl Shift N nhé, chọn nhiết. Rồi tên file bài này là gì? Điền vào. Tên file lấy theo tên đề nhé. Tên đề bài bài này, tên project của mình là bài một lúa. Chấm INP. Để file dữ liệu vào nó là chấm INP. Ở thẻ phía dưới Save as Type thì ta chọn All File. Các bạn khác cùng quan sát luôn nhé. Rồi ấn nút Save để lưu lại. Ấn OK. Rồi bây giờ chạy sang đề bài, lấy test của đề bài để chạy thử. Các em nên chạy thử test đề bài trước, trước khi chạy cái test của mình tự nghĩ ra nhé. À không, tờ đề của mình mà. Trong tờ đề nó có, trong file ảnh đề bài ấy, là nó có số 4 với số bao nhiêu ấy. À, 4, 2, 4, 5. Ra 9, 80. À, ở buổi sau thì các em nên cài thằng Zalo PC nhé. Zalo PC thì à, quên, nhầm, không phải Zalo PC, gọi là Zoom PC. Phải nhầm. Rồi ấn nút chạy chương trình, chạy. Sau khi chạy xong đóng hẳn cửa sổ này lại chứ không thu nhỏ nhé. Rồi bây giờ mình nháy chuột phải vào chữ bài một lúa ở bên tay trái của mình. Ở bên 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 dưới, bên bên kia. Bên bên trên. Cái chữ bài một lúa ấy ở bên trái, không bên kia cơ. Với chỗ màu in đậm ấy, cái chữ in đậm ấy. Tức là nháy chuột phải vào project, chuột phải. Chọn add file, cái dòng thứ ba. Đóng lại, nháy chuột phải chọn add file. Rồi. Sau đó chọn tên bài một lúa chấm ao. Đã nhìn thấy bài một lúa chấm ao chưa? Rồi ở đâu bật nó ra? Rồi mở bên tay trái ấn dấu cộng để cho nó hiện lên.
Đấy, nó nằm ở trong thẻ AR ấy, ấn vào dấu cộng phát cho nó hiện lên tiếp. Rồi mở phát bài một lùa chấm out ra. Chọn dòng ở giữa. Ủa, khoan, close cái cửa sổ này lại. À, Việt ơi, bây giờ... À, khoan khoan từ từ nhá. Em đã đóng một thầy cái cửa sổ này lại đi. Click chuột lại. Em nháy chuột phải vào cái file bài một lùa chấm out ấy. Chọn Open with. Chọn dòng ở giữa. À, rồi nó ra 980. Rồi bây giờ xin mời Dũng nộp bài. Bây giờ Việt đấy, em cài bản code block mở trong gì nhỉ? Ở trong nhóm Zalo rồi nhá. Rồi em cài đặt ra nhá. À không, không phải là cửa sổ này. Cửa sổ này tí nữa đăng, em đăng ký tài khoản sau. Cái Zuzu Solen mà. Đấy, đây mới là chỗ nộp bài. Không phải. User nó có phải cái đấy đâu. User là cái KCB5 gì gì đấy mà. Khi nãy thầy gửi rồi. Thôi để thầy gửi lại cho nhanh. À, thầy vừa gửi lại ở trong nhóm Zalo. Đấy, bên bên trái là user, bên phải là mật khẩu nhé. Mật khẩu là chữ A đẹp. Rồi đây nhớ mật khẩu vào thì lần sau là nhớ. Ủa, sao user và mật khẩu sai này? Em thử vào lại nào. À được rồi. Rồi bây giờ ấn nút chấm bài ở bên trên. Ấn nút chấm bài ở trên góc 12 giờ. Không biết các bạn nào biết đánh đế chế không? Đúng góc 12 giờ là cái góc ở phía bên trên đấy. Ấn nút chấm bài đi. Có chút chấm bài bằng tiếng Việt bên tay trái thôi đúng ở bên trên đấy. Rồi paste code bài làm vào đấy, xóa cái code mẫu đấy. Có lên trên bàn không đi thôi, tôi cũng trên bàn đấy phải được trên để bố cùng trên bên trên. Chỗ in là tên main, em nháy đúp vào nó là nó hiện lên. Không được thì open with. À rồi, ok, copy đi. Đó, ở bên trên là có chữ bài một lúa. Rồi, ok, Việt là cứ bắt đầu viết chương trình đi, tạo một project mới để làm. Ở trong nhóm thầy đã có cái video hướng dẫn tạo project để đề phòng các bạn quên. Thầy vừa gửi cho chúng Zalo nhé. Rồi ấn nút submit đồ bài đi. Hãy lưu ý khi nộp bài, nếu mà nộp lần thứ nhất, nộp lần thứ hai mà sai nó trừ 0,1 điểm nhé. Rồi bây giờ chờ một lúc để nó chấm, để nó trả ra kết quả. Khi chấm cái thì nó sẽ trả ra một số các cái khả năng xảy ra. Một là kết quả đúng. Rồi, vừa rồi Dũng chấm nó báo là bạn bị 0 điểm. Rồi em click vào lịch sử chấm xem nó báo cái gì. Ấn vào chữ bài một lúa đấy. Đấy. Nó báo là không nhìn thấy file kết quả. Như vậy là em đặt sai tên file. Rồi bây em mở, quay lại code block xem lại code chương trình. B. Bố đang chạy các anh. Ôi trời ơi. Em kiểm tra xem ở cái dòng số 9 đang bị sai tên.
Em ấn Ctrl Z lại cái dòng CLS của em chạy đâu mất rồi. Ấn chữ undo lại đi. Undo ở bên trên mà. Cảnh new saver ấy. Đọc thế này. Hoặc là ấn tổ hợp phím Ctrl Z là để undo lại. Đang làm gì đây? Cái gì sai á? Hả? À, bây giờ em quay trở lại trình chấm nào. Cái cửa sổ này đóng lại luôn. Sau khi xem xong nó đóng lại luôn. Rồi quay lại trình chấm. Em ấn vào nút chấm bài. Nút chấm bài ở bên trên. Rồi kéo chuột xuống dưới. Đấy, có chữ bài một lúa là lịch sử bài mình đã chấm rồi. Em click vào đấy. Rồi em copy toàn bộ cái code này vào. Paste lại vào trong code block của mình. Để ý ngay dòng số 9 của mình thì cái chữ tên file nó đang bị sai. Bài một lúa chấm gì? Chấm ao, chữ ao viết như thế nào? Rồi, bây giờ em trong thẻ AR phía dưới. À rồi, bây giờ em chạy chương trình nhé. Cứ cứ chạy chương trình nhé. Rồi, đóng cửa sổ này lại. Sau khi chạy xong gắt, đóng luôn nhé. Không cần suy nghĩ gì. Bên thẻ AR bên kia, thẻ bên trái. Đấy, rồi, cái file đó em nháy chuột phải, chọn remove nó đi. Con lên nằm trên kia cho mát. Chuột phải vào cái file bài một lúa chấm ao kia. Đúng rồi. Chọn remove cái dòng ở dưới. Remove file from project. Đấy. Rồi bây giờ em add lại cái file out đi. Nhấn chuột phải vào project. Chọn add file. Chuột phải bên tay trái. Bên kia mà. Bên chữ bài một lúa mà. Đấy, chọn dòng số 3. Rồi chọn add file. Rồi chọn bài một đuôi chấm ao, tìm có đúng tên là bài một đuôi chấm ao nhé. Đuôi o, đuôi chấm ao là đuôi nào? Đúng rồi. Ở đâu vậy? Rồi bây giờ chạy chương trình nào. Bây giờ em nháy vào chữ bài một đuôi chấm ao đi, xem kết quả bằng bao nhiêu. Nháy file thì em nháy vào cái file phía dưới chứ. Ở dưới nó có rồi. Dưới cùng đây là code. File out là file chứa bài nhá. Rồi chọn cái dòng ở giữa. À quên, cứ nhầm cái dòng ở dưới cùng. Đấy. Nhầm. Đấy, nó ra 980 ngon rồi đúng không? Được rồi, bây giờ lại copy code bài làm lại nộp lại phát nữa xem sao. Cứ mạnh dạn lên, mỗi lần nó trừ có mỗi 0,1 điểm thôi. Nó bài thôi, mạnh dạn lên. Chờ đợi tí, mọi người đang nộp bài. Rồi, nó báo bạn đã đạt được 10 điểm. Em click vào trên lịch sử chấm xem đã ok chưa? Biết đâu bài này nó 20 điểm thì làm sao, đúng không? Được rồi, ok. Rồi, xin cảm ơn Dũng. Dũng làm bài tập kế tiếp nhé. Rồi, bây giờ xin mời Hân chia sẻ màn hình nào.
Khánh Việt, em xem cái đường link thầy đã gửi vì cái hướng dẫn tạo project trong C cộng cộng đấy, thầy gửi ở trong nhóm Zalo. Không, để thầy copy đường link đi. Để xem thao tác tạo project nhé. Rồi, ok. À, có chứ Dũng, video thì thầy up trên kênh YouTube và cái thư mục tên là KCB5 nhé. Trong playlist KCB5 sẽ có, nhưng mà sáng mai thì nó mới hệ thống ghi record bài này thì sáng mai nó mới build xong project. Vì nó là cái Zoom mật quyền nên sau đó thầy up trên kênh YouTube thì các bạn nhớ like, share, comment cần lực trên kênh giúp thầy. Nói vui vậy, cái video đấy sẽ giúp cho các bạn nhìn lại cái thao tác. Tôi bây giờ xin mời nàng Hân chia ra Hân chia sẻ bài làm nào. Việt xem lại thao tác tua nhanh ở trên video để làm nhé. Không tí nữa. Thấy Nguyên bảo em có 5 cái tài khoản Google em sẽ like kênh giúp thầy chứ. Thế em chia sẻ rồi đấy ạ. Rồi, ok. Ôi, cô đẹp thế. Đúng là cô em đang sử dụng code block bản online à? Em chưa, em tải bản kia nhưng mà bản kia nó của em mà em chưa tải xong nhỉ. À, rồi ok. À, như vậy thì vừa rồi em ở à, đây là em đang chạy phiên bản online nhỉ. Được rồi, em đã nộp bài lên hệ thống chưa? Em chưa ạ. Chỗ này được rồi, bây giờ em copy code lại bắt đầu từ dòng 9 đến dòng 23 à, rồi bây giờ nhảy vào cái trang Zusolen thầy đã gửi ở trong nhóm Zalo đấy. Ủa, hình như em đang chia sẻ có mỗi cái page này hay sao ấy thì không thấy nó chuyển cửa sổ. Em đang chia sẻ ở mỗi cái chỗ online thôi. Được. Rồi đã thấy bảo lồng bài một lúa rồi à. Rồi em ấn vào em phóng to cái cửa sổ đấy lên thì sẽ nhìn thấy. Rồi ấn nút chấm bài. Rồi paste code bài làm vào đấy. Em xong rồi ạ. Rồi chưa? Nó đã ra chứ 10 điểm đâu. Chờ nó tí. Rồi ok. Hân chấm một phát 10 điểm. Được đấy, được tốt. Rồi em chuyển sang làm bài kế tiếp luôn. Rồi xin cảm ơn Hân. Xin mời bạn kế tiếp. Vừa rồi từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Chờ thầy thì à, bây giờ vừa rồi để thầy xem còn vừa rồi là đến Dũng này này, Hân này, Gia Bảo bài này. Xin mời Gia Bảo chia sẻ màn hình nhé.
Giáp bảo nháy chuột phải vào màn hình chọn format code đi. Nháy chuột phải vào tại màn hình. Chọn format user style. Chuột phải nhé. Chuột phải chứ không phải chuột trái. Chuột phải, chuột phải, chuột phải. Rồi, chọn format. Đấy. Thấy code đẹp lộng lẫy đấy chưa? Được rồi, bây giờ ấn nút lưu bài rồi chạy thử chương trình. Rồi bên chỗ bài một lúa chấm in bên tay trái em nháy chuột phải chọn open with bên dưới phía dưới nháy chuột phải chọn open đấy cho cái ở giữa đấy đó là file file cái phía dưới file in thì ta nháy chuột phải chọn open with chọn cái ở giữa. Rồi bb sang code chương trình. Đấy, rồi ok em nộp lại bài nhé. Rất tốt. Hãy nhớ rằng trước khi nộp bài nhớ format lại code nhé. Ở chỗ này chỗ Gia Huy bài này là ok rồi đúng không? Huy đồ lại bài này lên server nhé. À, rồi kế tiếp là quân quân cái này hình như bài này nộp rồi nhỉ? Để xem đi. Lại trên bằng miền. Được. Rồi ra bảo ok rồi đây ra bảo nộp lại bài này trên server để mình xem lại trên server các bạn đã nộp bài rồi ra bảo đây ra bảo kia rồi KCB cho là vậy. Rồi ok, giáo bản nộp lại bài lên trên server nhé. Được rồi, bây giờ xin mời kế tiếp là mời Khánh Việt chia sẻ màn hình. Chúc Quân nộp bài này được chưa Quân? Dạ rồi thế. À rồi ok, bây giờ làm xong rồi chuyển bài kế tiếp đi nhé. Thầy chưa gửi. Cứ làm xong bài nào nộp kiếm điểm bài đấy trước. Rồi bây giờ xin không cứ chia sẻ màn hình đi Việt làm luôn từ đầu tí mà cái có mỗi 4 5 dòng lệnh theo tốc độ gõ 50 từ trên 1 phút của thầy trò mình thì mấy dòng này gõ 3 phút là xong mình nhiều thời gian mà các bạn nào làm xong bài này rồi thì xin mời các bạn khác các bạn chuyển sang bài khác nhé tạo lại project mới nhé. Rồi ok đi. Rồi em ở giữa màn hình làm luôn. Ôi, em còn trỏ chuột đẹp thế. Project. Rồi console application. Go. Con trỏ chuột này đẹp ghê. Next. Chắc thầy phải đổi con trỏ chuột này mới được. Next tiếp. Rồi đặt tên bài. Bài của mình tên là bài một lúa. Rồi next luôn. Finish luôn. Rồi, từ từ nhá, trình chấm của em nó báo chưa có, em vào thẻ setting ở bên trên. Góc 12 giờ. Kiểu mấy đứa hay chơi đế chế vào góc 12 giờ viết ngay rồi compiler. Rồi, có chữ tool trên, đấy, rồi auto detect. À, như vậy thì em tải nhầm cái bản code block rồi, em ấn ok lại. À, chọn nhiên đi. Rồi, chọn ok. Rồi em thoát code block đi. Em vào trong Zalo ở trong nhóm ấy thì em tải cái file thầy gửi qua Zalo
Vào trong thư viện ở bên kia chứ ai lăn chuột gì đấy. Đấy 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 đấy, tài bản cô ở lớp này. Có bạn nào làm xong hết bài chưa mà cần thêm bài mới không, báo cho thầy với. Em thấy rồi. Thế thầy gửi từ bài tới đâu thế nhỉ? Thầy quên, nãy giờ không biết đến cô. À, cái này ông nào vừa mới bảo thầy. Rồi ok, để thầy gửi thêm bài. Khi nào các bạn làm xong thì báo cho thầy nhé. Lỡ nó có trôi mất thì để thầy biết để thêm vào. Nhiều khi Zalo 3 phút sau nó trôi ra tận đại dương. À, Nguyên đây thầy vừa gửi rồi nhé. Cứ thỉnh thoảng các bạn nhắc hộ thầy cái cửa sổ chat của Zoom thầy để nó hơi bé ở bên màn hình thì nhiều thứ để quá lắm. Chưa thấy được hết mọi người. Thầy nhắn đi. Sao Dũng nhỉ? À có nghĩa là tối nay học đến lúc nào á? À, ta chưa, hôm nay thì cái buổi đầu thì thầy cho mình sẽ cố gắng để mua trưa cho tất cả các bạn một lượt để mọi người nộp được bài và để sau đó các em rồi ta làm project đi. À, sau đó hiện tại thì trong tuần này thì có cái ca 9:30 tối thì tạm thời ta cứ học tất cả các ngày nhé để cho mọi người qua cái phần cơ bản này thật nhanh. Sau đó cứ chọn như đi. Rồi bé em vào setting như chỗ khi nãy. Rồi, ok rồi. Rồi, bắt đầu cái chương trình nha. Đầu tiên là sử dụng thư để nguyên để nguyên cái đấy, đừng xóa nó đi mà tội nghiệp nó. Ctrl Z lại. Đầu tiên ta sử dụng thư viện bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h. Đấy, cái chữ thăng include đấy. Bỏ cái chữ iOS chim đi, xóa mỗi chữ iOS chim thôi. Thường thường là mình giữ nguyên cái ngoặc nhọn. Rồi, em sử dụng cái thư viện theo trong file trong cái file thầy gửi trong Zalo ấy, cái bài kéo xuống dưới. Xuống nữa. Xuống nữa đi, cái chỗ cô chương trình mẫu thầy gửi ở đâu đó phía dưới nhá. Đấy, đấy, vừa thầy có màu xanh xanh đấy. Thì thầy có giải thích thêm một chút là cái câu lệnh ở dòng số 1, cái thăng include là cái cố định chữ bit gạch chéo stdcc stdc cộng cộng chấm h, bài nào mình cũng làm giống nhau nhé. Cái gì? Bởi vì đấy, đây là thư viện, nó chứa các thư viện khác để phục vụ cho mình học. Rồi ok. Cô luôn ơi.
Cái dòng số 3 là INT, khai báo biến AB. Bài nào cho ABC thì khai báo INT ABC giữa các biến cách nhau bởi dấu phẩy. Long long là cái biến S là biến kết quả nó to hơn nên khai báo kiểu long long. Ở dòng số 7, dòng số 8 là câu lệnh free open để mở tệp. Ở mỗi bài khác nhau thì nó khác nhau có mỗi chữ tên tệp thôi. Còn đuôi chấm INP và OUT giống nhau. Ở bài dòng số 9 thì đề bài cho số nguyên dương A và B nên mình C in AB. Ở bài kế tiếp nữa người ta cho ABC thì mình C in ABC. Khi gõ thì giữa toán tử và toán hạng cách nhau ra cho đẹp. Ở dòng số 10 thì khi tính toán thì ta sử dụng tính toán bình thường. Nếu như C in ở dòng số 8, số 9 để nhập thì CA ở dòng số 11 là viết kết quả ra. Rồi em làm luôn. Đó, bắt đầu thư viện. Thư viện bit có chữ S gạch chéo ghi chữ STD rồi, dùng tab luôn đấy đúng rồi. Đấy. Thông thường thì nó sẽ đề xuất cho mình rồi, bây giờ bắt đầu ta sẽ khai báo các biến cần thiết. Tôi giao ghi cốt lại hoàn toàn các bài này nhé, không bỏ sót bài nào. Mình cốt kỹ cạnh, tập trung làm từng bài một. Cái lớp này thì đang dạy cơ bản từ đầu nên các bạn đã biết rồi, hoặc là biết ít hay biết nhiều thì các bạn sẽ cốt theo đảm bảo tiến độ. Bởi vì mỗi bài mình sẽ rút ra được một cái kinh nghiệm, nhất là cái kinh nghiệm chấm bài một phát để ăn full điểm. Câu lệnh C là để nhập giá trị các biến. Câu lệnh CL là câu lệnh viết giá trị của biểu thức ra, biểu thức hoặc là biến. Muốn viết cái gì ra thì mình CL nó ra. Rồi bây giờ chạy thử chương trình ở nút Build and Run, cái nút đúng rồi, cái nút ở giữa, nút bên cạnh bên phải, cái nút mà hình bánh răng không, cái nút hình bánh răng với nút tam giác màu xanh ấy, không cái nút bên cạnh nữa mà bên phải đấy, nút đấy, nút đấy, nút này hoặc là ấn phím F9 là Build and Run, rồi đóng cửa sổ nó lại. Như vậy là chương trình mình không có lỗi gì. Bây giờ em tạo file input bằng cái thao tác khi nãy thầy vừa hướng dẫn Dũng, là ta vào file, chọn new, chọn empty file, hoặc là ấn tổ hợp phím bằng Ctrl Shift N. Lần tới nhớ sử dụng tổ hợp phím này, Ctrl Shift N. Đã chọn yes. Ta đang thực hiện thao tác thêm file input, xóa cái dòng đấy đi. Không phải input mà tên nó là bài một lúa chấm inp, bởi vì khi nãy trong free open mình dùng cái là chấm inp nhé. Ở dưới ta chọn thẻ all file, nó ở đâu đó dưới cùng ấy. Rồi ấn save. Ok thôi.
Bây giờ chạy test đề bài, nhập test đề bài vào. Ở trong tờ đề thường thì người ta sẽ đưa ra các bộ dữ liệu mẫu. Ta chạy với dữ liệu vào và thu được kết quả ra. Lấy dữ liệu mẫu của đề bài, xem tờ đề trong Zalo có rồi. Thầy ơi, cho em xin trình bày. Bài một lúa nó ở đâu, ở bên trên ý. Ừ, cho Hân vừa nộp này, nó là bài 1 BT1 nhé. Em đặt tên file nó bị thiếu mất một số. Ở cái ảnh ở bên trên đấy, số 4 nó không, anh ấy quay quay lại ảnh bên trên. À, quên, cái ảnh dưới, ảnh dưới. Cái ảnh mà có đề bài ấy. Đấy, dữ liệu vào là 4245, kết quả thu được là 980. Đấy, bây giờ bộ số phải ở trong phân thể input, em nhập số 4245. Rồi bây giờ ấn nút chạy chương trình. Rồi, bây đọc này, thằng này lại. Rồi bên chữ bài một lúa project ở bên trái, em nháy chuột phải vào project. Bên phải ở dưới bên trên đó. Đấy, chữ bài một lúa đậm đấy, nháy chuột phải chọn add file rồi chọn bài một lúa chấm ao để nút open. Ok, rồi ấn trong thẻ AR phía dưới. Đấy, một bài một lúa. Đấy, khoan, dừng, chọn cái dòng dưới cùng. Đấy, ok. Rồi, nó ra 980. Như vậy thì kết quả này đúng với test đề bài rồi. Bây giờ em lại chạy lấy file bài một lúa ấy. Hãy nghĩ ra một cái test khác để chạy thử xem nó đã đúng hay chưa. Có chuyên gia cho rằng trong một bài, mở file in ra nhé. Mở file bài một lúa.in ra. Rồi bây giờ thử với bộ số khác. Tự nghĩ ra thôi, chứ không phải là tự nghĩ trong đầu ra, với bộ số khác nó ra. À, lấy hai số bất kỳ. Tự nghĩ ra hai số bất kỳ. Cần nhiết. Rồi. Kết quả này đúng hay sai? Muốn biết được hay không thì mình phải lấy máy Casio ra để mình bấm nhé. Cái máy Casio cầm tay ấy. Thì mình lấy cái số kia nhân với số kia, nó ra bằng 540 hay không. Nếu đúng như vậy là ok nhé. Như vậy thì trong quá trình làm bài thì ngoài cái test đề bài ra, các bạn hãy cố gắng chạy thử khoảng 5 test khác. Nếu thấy kết quả đúng, về cơ bản bài toán của mình đã đúng, khi đó mình mới nộp bài lên hệ thống nhé. Rồi bây giờ em hãy nộp bài lên server nào. Và trang du số len này. Để nút chấm bài. À, nút chấm bài bên trên đấy. Đấy. Ta có hai hình thức, hoặc là nộp file hoặc là ok vào đây. Chỗ đấy gọi tên bài một lúa. Rồi nút submit chấm bài. Ok. Vậy chờ đợi nó một chút để hệ thống nó chấm, nó sẽ báo điểm. À, xem rồi nó báo. Em click vào lịch sử chấm, ấn vào cái màu xanh để xem nó chấm thế nào. Đấy, nháy chuột vào đấy. Cứ click chuột vào đấy là nó hiện ra cửa sổ. Cái chỗ nào nó báo kết quả khớp đáp án, tức là à, khớp tức là đúng nhé. Còn khi nào nó báo kết quả khác đáp án, tức là sai, không thấy file kết quả, thì sẽ là đặt sai tên file đấy, hoặc là biên dịch lỗi là do chương trình của mình chạy chưa đúng. Đấy, đóng cái cửa sổ này lại.
Rồi, thầy xin cảm ơn Việt. Việt làm bài tập kế tiếp nhé. Bài tập kế tiếp đã có ở trong để bài rồi. Chúc Quân đang nộp bài thì thấy các bạn đang nộp bài ở trên đây. Bài một lúa này, bảo này. Hân bài một BT1 rồi. Để ta xem lịch sử chấm của mọi người làm bài thế nào. Ok. À hoàn toàn được chứ Dũng. Tên biến do người lập trình đặt mà. Em không thích đặt tên là S thì đặt tên là N. Mình có thể đặt tên là S, tên N, tên PQ, tên biến do người lập trình đặt. Nên mình được đặt thoải mái. Rồi bây giờ ta nhìn xem tiến độ làm bài của mọi người ở trên này đấy. Các bạn là xem tiến độ thì mọi người cũng sẽ đang rất tích cực làm bài. Và hãy cố gắng chấm bài một phát full điểm luôn. Trung Quân hình như thầy đặt lại đặt tên nhầm là Thành Quang à, buồn ghê. Thế thôi, có lẽ để thầy sửa lại. Thôi Quân đã làm là xong bài này. Quân từ từ nhé, để thầy gửi lại cái user nhé. Xong rồi. Thầy gửi lại user mọi người để mọi người nhớ được à. Thầy ơi, À. cái tài khoản trước em lập là THT bản thân Cái nào nhỉ? em. Cái tài khoản trên Usulen là THT bảo, không phải cái thầy mới lập thầy. À thế à? Thế nộp theo cái mới cũng được và bảo nhé, nộp lại cũng được nhé. Nhưng mà trên máy của em đang lưu mật khẩu cũ rồi. À đăng xuất đi cái là được mà. Mình ấn đăng xuất cái là sau đó nộp lại được cái những cái tài khoản nào mình đang dùng được thì nó vẫn lưu lại bài của mình thôi. Đây thầy đặt tên KCB5 để lúc mà thầy nhìn trên bảng ranh để theo dõi tiến độ nộp bài của các em. Rồi, như vậy chỗ Quân cũng đã nộp bài theo đúng tiến độ rồi. Chỗ Nguyên cũng ok rồi đúng không? Như vậy thì tới thời điểm này thì các bạn thấy rằng là thầy à đây thầy gửi thêm các cái bài tập ở trong nhóm và các bạn sẽ tích cực là làm bài nhé. Trong quá trình làm thì sẽ có những vấn đề xảy ra, ví dụ như tại sao em làm chạy trên máy đúng mà nộp lên trên nó lại không có điểm, rồi vân vân mây mây, nó có rất nhiều các cái tình huống ấy, hay ở phía bên trên. Thì sau khi các bạn làm xong bài thì các em nhớ nộp bài lên hệ thống và chấm để đạt được điểm tối đa, điểm cao nhất có thể. Muốn biết điểm cao nhất bao nhiêu thì cứ nhìn trên server là biết ngay, là cái server có mấy hôm thì không phải mấy hôm mà là thầy sẽ reset lại thường xuyên. Còn bài làm của các em thì nó vẫn lưu vào trong lịch sử chấm của mình nhé, nó lưu ở trong cái chỗ à thôi rồi. Rồi như vậy thì qua cái buổi học ngày hôm nay thì Gia Hân cùng với các bạn là nhận thấy thầy trò mình đang làm quen với cái hệ thống chấm bài, và khi các em làm quen với kỹ năng làm và chấm bài một phát duy nhất có điểm mà đạt được điểm tối đa ấy, thì khi đó các em sẽ dần dần có được cái thói quen là làm kỹ năng và chấm bài, gọi là kỹ năng chấm bài một lần, bởi vì đi thi rất ít kỳ thi cho mình nộp bài nhiều lần, và khi mà các bạn là cứ pass qua được các bài thi, các bài dạng như thế này thì các em hoàn toàn có cơ hội làm bài và làm tới đâu có điểm tới đấy. Nên trong cái giai đoạn này thầy đang tăng tốc để cho các bạn học thật nhanh cái ngôn ngữ lập trình cơ bản. Nên hiện tại thì trong tuần này thì thầy trò mình sẽ cứ học vào cái ca 9:30 tối nhé. Bởi vì tuần này thầy cũng khá rảnh rỗi. Thì các em sẽ cố gắng theo học video bài giảng. Thì ok, chỗ thầy cũng mưa mà Huy đang sấm chớp đùng đùng. Nên các em cố gắng làm lại các cái bài nhé. Làm là thật cẩn thận. Có úp đáp án hay không Việt? Toàn bộ video bài giảng thì thầy sẽ gửi lên trên bài này, và bài làm của các bạn thì các bạn bắt buộc phải tự làm được nhé, và
Trong bài làm của mình ấy, thì ở trên cái trang hệ sinh thái số này thì các bạn sẽ paste bài làm của thêm một cái thao tác paste bài làm của mình vào trong này, vào trong cái trang chính ấy. Để tí nữa thầy phải đây, thầy thấy Quốc Dũng đã đăng ký tài khoản đấy. Dũng tí nữa đã đăng ký lại, đăng nhập vào lại tài khoản. Các bạn nhớ nhé, cái ILP.forum này là cái phải đăng ký tài khoản mới nhé. Hôm sau thấy có món gia vị nướng, gia vị nướng nguy hiểm. Rồi như vậy thì trên cái forum này thì ta có cái thao tác nộp bài, thì các bạn nhớ là ta có cái thao tác KCB5 ở đây. Đấy, các bạn vào trong mục KCB5 này, sau đó các bạn chọn bài học số 1 và các bạn paste bài làm của mình vào đây. Đấy, ví dụ như cái này thầy paste bài làm, khi ấn nút paste bài làm các bạn copy bài làm ở chỗ này và ấn vào thẻ code nhé. Sau đó cho code bài làm đấy, thầy ấn thẻ code này, sau đó thầy paste code bài làm ở giữa này, rồi ấn nút send để gửi. Thì khi đó bài làm của các em sẽ được lưu trữ trên đây và bài làm của các bạn khác cũng được lưu trữ ở đây nhé. Các em nhớ nộp lên vậy thì gửi lại cái topic này, các bạn đánh dấu ở trong. Như vậy thì tới thời điểm này thì sẽ có các bài tập từ bài 1 đến bài 9. Thì trước buổi học kế tiếp thì các em hãy cố gắng làm bài và nộp bài trên hệ thống nhé. Khó đâu, hỏi thầy và hỏi các bạn trong nhóm Zalo nhé. Rồi hôm nay thầy trò mình nghỉ ở đây. Thầy xin cảm ơn Gia Bảo, Dũng, Hân, thầy Việt và Quân và cả Nguyên nữa, và cả thầy bạn Tùng nữa. Hôm nay có anh Tùng tham dự cùng chúng ta. Chia sẻ với các bạn là anh Tùng là nguyên là học sinh đội tuyển quốc gia của trường chuyên Nguyễn Tất Thành. Hôm nay anh cũng tham dự học cùng với các bạn. Anh Tùng là một trong những cao thủ IT. Rồi hôm nay thầy cho mình gửi nghỉ ở đây nhé. Thầy xin cảm ơn các bạn đã nghe giảng đến hôm nay. Đến giờ này, video bài giảng thầy sẽ up trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành. Các bạn nhớ like, share, comment cần lực để và có thể xem lại bài giảng nhé. Rồi thầy chào các bạn. Bye bye. Chúc các bạn học tốt. Hẹn các bạn vào 9:30 ngày mai nhé. Chào các em.